Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về phụ tùng 4 bánh 3 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ chuyển đổi từ xe máy thành xe 3 bánh chở hàng. Bộ này có tải trọng 400 kg, mắc 400 kg. Sở dĩ nó có thể chở được hơn nữa, nhưng đây là bộ trang bị để sử dụng đối với tải trọng khoảng 400 kg, tức là nó có dao động từ 500 kg trở lại. Nhưng khoảng 400 kg thì chính xác hơn. Các bạn chỉ cần nâng cấp một số thứ lên thì có thể chở hơn được. Nhưng ở đây mình xây dựng một cái bộ để chở tải trọng khoảng 400 kg trở lại các bạn nhé, mắc 400 kg. Bộ này thì đặc biệt hơn tất cả những cái bộ trước đây, và có lẽ nó đặc biệt nhất hiện nay. Đây là bộ sử dụng cầu sau phanh dầu và sử dụng tay thắng các bạn nhé. Sử dụng tay thắng, phanh dầu và có khóa chống trôi. Đấy, bộ này rất là đặc biệt ở cái điểm đấy. Và nó có các cỡ là từ 80 cho đến 1m17. Chưa tính thân bánh. Nếu như các bạn lắp thêm bánh thì các bạn cứ cộng thêm 10cm nữa, nó sẽ ra kích thước tổng chiều dài phủ bì. Các bạn nhớ nhé, mình có bằng này kích thước này 80 này, 87 này, 97 này, 1m07 này và 1m17. Tất nhiên các bạn yêu cầu chiều dài hơn thì nó cũng có thể có đến 1m2, 1m3 và 1m4 đều có. Và giá thành thì có thể điều chỉnh một chút. Nhưng trong cái video này thì mình xin giới thiệu đến các bạn cái bộ này là bộ bình thường, có chiều dài cây cầu này là 97 cm. Các bạn lưu ý nhé, bộ này cây cầu dài 97 cm. Tất nhiên bên mình phanh cơ thì nó sẽ có các loại chẵn hơn một chút, 80, 90, 1m, 1m1 đấy. Và có cả loại 65 cm, đấy là phanh cơ. Bộ này được trang bị số lùi tiến một cấp, chỉ tiến và lùi thôi các bạn nhé. Bộ nhíp 5 ná, loại 5 ná tải trọng. Phụ kiện nhíp thì rất là đầy đủ. Các bạn nào từng mua đồ bên mình thì đều biết phụ kiện không những đầy đủ và còn rất là đẹp nữa. Rồi các bạn rồi sau đây thì mình sẽ review cho các bạn chi tiết hơn. Tiếp theo cái bộ này thì mình trang bị đến các bạn là một cái đôi bánh 400-12, đường kính bánh là 50 cm và bản rộng là 10 cm, lốp vuông rất là chất các bạn ạ. Đấy, bộ này thì là một bộ rất là đẹp và nó sử dụng được cho cả những người chân yếu tay yếu, không sử dụng được chân thì có thể sử dụng tay thắng. Sang số và tiến lùi các bạn có thể mua hai cái cần số bên em. Cái cần số bên em thì nó dài lên đến tận chỗ ngồi, có thể sang số và tiến lùi bằng tay được. Bây giờ mình xin mời các bạn xem chi tiết từng thiết bị một, được quay ở một góc cận cảnh hơn. Đây là đôi bánh 400-12 này. Đấy, lốp vuông rất là đẹp các bạn nhé. Đường kính là 50 cm, đường kính là 50 cm, có chiều dày thân lốp là 10 cm. Đây là nhíp và phụ kiện nhíp này. Đấy, nhíp và phụ kiện nhíp là rất đầy đủ. Từ những cái mắt cao su bằng cao su dẻo, nó không bị rách, không bị vỡ này. Mặt bích được gom mạ rất là đẹp này, không bị han gỉ này. Tất cả những cái dòng ốc này đều như thế này. Một đầu này sẽ là đầu chốt này. Thì cũng xin lưu ý các bạn là những cái đầu, đây là đầu gật gù này. Đấy, phụ kiện nhíp thì bên này cũng thế, rất là đầy đủ.
hai bên nhíp là đều được trang bị rất là đầy đủ. Còn đây chính là cái bộ số lùi này. Đây là bộ số lùi này dành cho những cái dòng máy có lỗ cốt 17 và lỗ cốt 19 6 răng. Các bạn lưu ý hai cái loại đấy thì trên xe máy bao giờ cũng có hai loại lỗ cốt 17 và 19, thì khi các bạn đặt hàng thì các bạn lưu ý hai cái vấn đề đó để lưu ý trước khi đặt, bọn mình sẽ đưa cho nó đúng. Đây là bộ các đăng này. Đấy. Đây là cái tay thắng dầu này. Tay thắng dầu này thì nó có khóa ở trên cái tay thắng ấy. Khi các bạn dùng cái khóa ở trên tay thắng ấy, thì các bạn có thể bóp thắng lại và khóa lại thì xe nó không bị trôi. Còn đây chính là bộ cầu phanh dầu. Đấy, bộ cầu phanh dầu đây. Đấy, có đĩa thắng rất là đẹp. Đây là cụm thắng dầu đây. Cụm thắng dầu. Ngoài ra thì cái bộ này các bạn còn có thể có một cái lựa chọn khác, đấy là các bạn thay thế bằng một cái hộp số phụ. Các bạn sử dụng một cái bộ số phụ có 2 tầng. Giá của nó chỉ chênh nhau là 600.000 đồng thôi. Đây chính là bộ số phụ của nó đây. Đây là cái bộ số phụ này. Cái bộ số phụ này này có 2 tầng này. Một tầng là tiến lùi và một tầng là nhanh yếu. Một tầng số mạnh. Số mạnh thì bao giờ nó cũng bằng một lửa. Số tiến lùi nó rất là khỏe. Và các bạn chỉ cần trang bị cái bộ số này vào là các bạn hoàn toàn có thể chở hàng lên đến hơn 5 tạ đã điều bình thường thôi. Đấy. Các bạn muốn xe nó khỏe thì các bạn cũng trang bị bộ này cũng được. Không thành vấn đề. Nó chỉ chênh nhau có 600.000 đồng thôi. Đây các bạn nhìn chi tiết này. Loại này thì nó cũng như cái loại số lùi bình thường. Loại này thì nó cũng như loại số lùi bình thường kia. Nó đều có hai loại lỗ cốt 17 và lỗ cốt 19. Thì các bạn mua hàng, các bạn chỉ cần lưu ý trước cho mình để mình đưa cho nó đúng chủng loại thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn vào cái hình có chữ đăng ký để đăng ký kênh. Và nhấn vào cái biểu tượng chuông để nhận được thông báo ngay khi có video mới vừa đăng lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.